Hello anh em, một tuần nhiều biến động với thông báo chỉ số CPI là giảm, tuy nhiên vẫn không thể kiềm chế được cái sự tăng trưởng của các cái dự án listing mới, những cái tên đến từ hệ sinh thái của BRC20 bắt đầu xuất hiện ở trên bản đồ. Tuy chưa thể rõ được công năng của những cái dự án này, tuy nhiên không thể bàn cãi được về cái việc thu hút những cái ánh nhìn ở trên thị trường. Các cái dự án như SAT, RAT, BONG hay trước đấy là cái tên Audi tăng cực kỳ khủng khiếp. Nhưng đến nay trend đã bớt nhiệt đi một chút, đi cùng với đấy là nhịp điều chỉnh của Bitcoin. Xu hướng hiện tại của Bitcoin là giảm. Vùng support của RSI là 36 đến 38 cũng như là cái vùng giá support là ở vùng khoảng 40k đô. Cấu trúc đảo chiều để có thể long lên ở thời điểm hiện tại thì chưa xuất hiện, nên anh em hãy cứ quan sát quanh cái khu vực khoảng 40k đô nếu như anh em muốn long lên để cho an toàn anh em nhé. Gap CME đã xuất hiện ở vùng 39k4 đến 40k2, khả năng là sẽ được lấp. Ý mình là sẽ có một râu nến về cái vùng này và sau đấy thì mới bắt đầu có thể hồi được, nên anh em long short thì hãy cẩn thận cái vùng giá này. Như là mình đã nói ở video trước thì mỗi lần xuất hiện 7 cây nến xanh liên tiếp của Bitcoin, nến tuần, thì sau đấy sẽ xuất hiện một nến tuần điều chỉnh. Cuối cùng thì Bitcoin vẫn sẽ quay trở lại với trend tăng của nó. Và đúng như vậy, kết thúc nến tuần trước thì đã có một cái sự điều chỉnh nhẹ của Bitcoin. Nến tuần này thì sẽ quyết định xem là liệu lịch sử có lặp lại, Bitcoin sẽ tiếp tục trend tăng sau một cái tuần điều chỉnh hay không. Thì anh em hãy cùng chờ xem nhé. Tuần vừa rồi thì không thiếu cơ hội để anh em có thể đầu cơ với các cái dự án ở trên hệ Son cũng như là BRC20. Những cái dự án meme đẩy giá lên cả 100 lần. Nếu như anh em đã quên thì về hệ BRC20 mình đã làm một cái video giới thiệu cho anh em cách chơi. Nếu như anh em muốn xem lại thì hãy search ở trên YouTube kênh HC Capital như video ở dưới đây nhé. Cốt lõi của trend BRC20 và có thể sắp tới sẽ là DRC20 là sự kiện Bitcoin Halving. Xu hướng BRC20 ở trên các blockchain ngày càng mạnh mẽ, cái sự tăng trưởng của Audi đã phần nào khẳng định vị thế của trend BRC20. Ngoài ra, các cái xu hướng gem ở trên hệ POW, tức là các coin proof of work giống như Bitcoin, cũng đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại, khi mà hàng loạt những cái coin hệ proof of work ở trên sàn thời gian vừa qua thì vừa có một cái nhịp tăng trưởng rất là nóng. Đi kèm với đấy là làn sóng game phi đang được nhen nhóm trở lại khi mà tựa game Pixel đã có một pha airdrop gây FOMO cực lớn. Kéo theo đấy là giá của token RON cũng như là NFT của hệ Pixel tăng rất là mạnh. Anh em nếu như hứng thú với mảng Play to Earn thì có thể tham gia vào nhóm HC Gaming GUI để có thể cùng trao đổi. Đây cũng là một cách để có thể kiếm thêm tiền từ thị trường ở thời điểm hiện tại dành cho anh em. Về watchlist của HC ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ cập nhật luôn cho anh em. Hai cái tên đầu bảng thì chắc chắn rồi là HOW dành cho Bitcoin cũng như Ethereum. Những cái tên còn lại thì không có quá nhiều những cái thay đổi. Anh em có thể chú ý đến hai con hàng là Pendle và MEV thì có thể cần thêm thời gian để chờ cái mức giá tốt hơn nếu như anh em muốn hold. Còn trade thì đây là một cái vùng biến động hợp lý để anh em có thể trade được. Chỉ số lãi suất mà Fed đưa ra thì dường như đã chạm đỉnh khi mà 4 tháng vừa qua không có bất kỳ một sự thay đổi nào. Nên tạm thời gian tới anh em có thể không cần phải quá chú tâm về chỉ số này nữa đâu anh em nhé. Tổng kết lại thì ở thời điểm hiện tại có hai mảng mới mà anh em có thể tham gia đón đầu xu thế về các cái coin hệ mới trên Proof of Work cũng như là các dự án GameFi mới ở thời điểm sắp tới. Chúc anh em có những cái sự lựa chọn sáng suốt nhé.